Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe trái cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều giàu sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải khởi nghiệp. Tải trọng cho phép trần hóa là 1,6 tấn, ghế bột da 3 chỗ ngồi, đời 2010, thùng dài 3,9 m, chiều ngang là 1,9 m, chiều cao cũng là 1,9 m, phiên bản thùng kính nha anh em, Taco Forland. Xe tải khởi nghiệp, tải trọng thép chân hóa là 1,6 tấn, khối lượng tầng 1 là 4,4 tấn, khối lượng bình thân là 2,5 tấn, thùng kính đời 2010, niên hạn sử dụng đến 2035, đường kính mâm là 16 inch x 7 inch, gai lớp còn rất là cao. Thùng kính mà nó có mở mấy bửng bên hông, lên xuống hàng hóa cũng rất là tiện nha anh em, đăng kiểm vẫn còn tới tháng 10 năm 2024, mua chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm nha anh em. Mỗi xe tải rất là tuyệt vời, thùng kính tiêu chuẩn sàn sắt thôi, thùng một lớp nha. Đó, phía trong mình có lớp tơ len kẽm, ở ngoài nóc phía trong lớp tơ len kẽm sàn sắt. Nếu em thích cái mẫu xe tải Taco Forland thuyên mệnh thùng kính sàn sò này, cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm lái thử, niên hạn sử dụng đến 2035, với mức giá ra đi em nói là 110 triệu nha nè, 110 triệu ra đi em Taco Forland phiên bản thùng kính sàn sò như này, là 2010 nha em, niên hạn sử dụng đến 2035, đường kính mang 16 inch x 7 inch, sắt xe bao dẻo bao cứng không mục mọt, cabin rộng rãi thoải mái. Phía trước đầu cabin dạng lặt, dùng phuộc và nhíp kính thì quay tay, vô lăng có chịu lực, dầu cũng rất là nhẹ nhàng. Đó, ghế bột da, xe không máy lạnh nha anh em, giờ 2010, tấn 6, thùng dài 4 m, ngang 1,9 m, cao 1,9 m nha, thùng kính nha anh em, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt luôn. Taco Forland giờ 2010, xe tải khởi nghiệp 110 triệu, có thương lượng cho anh em chi tiết này, xem xe cho người mới thử nha. Có thương lượng nhẹ lật lá nha nè, động cơ Forland, động cơ của cái dòng xe này là 2,5 lít, công suất đạt 64 kW, tại vùng tua 3002, công suất đạt 64 kW, vùng tua 3002, động cơ dung tích xăng của động cơ là 2,5 nha nè, máy cơ 4 máy, máy chạy rất sướng, rất khỏe nha. Cảm ơn em quý khách hàng của các bạn đã dõi cái video báo giá cũng như cập nhật lên tụi mình với tải xe đã cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục hình giá cả xe đấy của tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.